Xin chào tất cả mọi người. Mấy hôm nay thì mình đang thấy rất là hot món bánh bao cam. Tuy nhiên thì món bánh ngày hôm nay của mình không phải là bánh bao, mà mình gọi là món bánh phô mai thạch cam. Một món bánh rất là mát lạnh và thích hợp vào những ngày hè nóng nực như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện món bánh phô mai thạch cam này. Nguyên liệu cho lớp cam ở trong cùng gồm có 1,5 quả cam, 3g gelatin lá, 70g đường và 7g nước chanh. Đầu tiên thì mình ngâm 3g gelatin vào nước và để trong vòng 15 phút. Nước này mình dùng là nước lọc nhé. Tiếp theo đó thì mình sẽ đi vắt nước cam. Đổ nước cam vào nồi và cho vào 70g đường. Mình khuấy đều và đun vừa lửa thôi nhé. Khi bắt đầu sôi thì mình sẽ đổ thêm nước chanh vào và lại tiếp tục đảo đều. Mình sẽ thấy một ít bọt nổi lên thì mình vớt cái bọt này ra để cho thạch được trong. Đổ phần nước cam ra bát, sau đó bỏ gelatin vào. Lưu ý là phần gelatin này đã bỏ đi phần nước ngâm lúc đầu. Đảo đều để cho phần gelatin tan hết ở trong nước cam. Phần thạch cam này mình sẽ dùng khuôn silicone có đường kính là 5cm. Mình làm 2 quả cam nên mình sẽ đổ 4 ô nhé. Trước khi đổ thạch thì mình để khuôn lên một cái thớt hoặc một cái khay, bởi vì khuôn silicone rất là mềm, bê trực tiếp khuôn thì dễ bị đổ ra ngoài. Phần thạch này mình để ở trong ngăn đá khoảng 2 tiếng. Nguyên liệu cho lớp bánh thứ hai gồm có 100g cream cheese, 2g gelatin, 20g đường, 3g nước chanh, 50g whipping cream. Whipping cream này thì mình sẽ trữ lạnh nhé. Còn mình lấy ra ở đây cho bạn xem nguyên liệu thôi. 6g đường bột, 15g sữa chua không đường, một vài giọt tinh dầu vani và màu thực phẩm màu cam. Cream cheese thì mình vừa lấy ra từ tủ lạnh cho nên nó sẽ hơi cứng. Bây giờ sẽ để ra ngoài một lúc cho bớt lạnh. Trong lúc đó thì mình sẽ ngâm gelatin nhé. Tiếp theo là mình sẽ đánh whipping cream. Whipping cream thì khi đánh mình sẽ để ở dưới một cái thau đá như thế này. Và mình đựng kem trong một cái khuôn nhôm để nó dẫn nhiệt tốt hơn. Mình sử dụng máy đánh trứng để đánh whipping cream. Khi kem nổi bọt thì sẽ bắt đầu cho đường bột vào và tiếp tục đánh trong tổng thời gian khoảng 2 phút rưỡi. Đây, whipping cream sau khoảng 2 phút rưỡi đánh thì nó vẫn lỏng như thế này. Và bây giờ mình tiếp tục trữ lạnh nhé. Để một lúc thì cream cheese của mình đã mềm hơn và bây giờ thì mình sẽ nghiền ra nhé. Mình sẽ cho đường vào. Tiếp đến là 15g sữa chua, nước chanh và một vài giọt vani. Gelatin sau khoảng 15 phút thì trông sẽ như thế này. Mình sẽ dùng một cái thìa để mình hòa tan ra. Lần này sẽ khác với lúc đầu, đấy là mình sẽ đổ cả nước vào để cho hỗn hợp lỏng hơn. Đánh nhanh tay để gelatin hòa tan vào hỗn hợp. Cho khoảng 3 đến 4 giọt màu thực phẩm cam. Cuối cùng là phần whipping cream mà mình đã đánh lúc nãy. Lần này mình sẽ dùng khuôn silicone kích cỡ to hơn là 6,5cm. Và vẫn như lần trước thì mình vẫn đổ là 4 phần. Phần thạch cam ban đầu sau 2 tiếng đã đông lại. Và mình sẽ gỡ ra để cho vào phần phô mai. Mình đã có 4 phần nhân phô mai thạch cam và mình tiếp tục để phần này trong ngăn đá tủ lạnh 2 tiếng nữa. Nguyên liệu cho lớp vỏ bánh cũng là lớp thứ 3 của chúng ta gồm có 120g bột hạnh nhân, 100g đường bột, 15g nước, 25g mật ong và màu thực phẩm màu trắng và màu cam. Đầu tiên mình đổ 100g đường bột và 120g bột hạnh nhân. Sau đó trộn đều lên. Tiếp đến là 25g mật ong và 15g nước. Mình sẽ dùng tay nhào nhé. Khi bột thành một khối như thế này là được. Giờ mình chia bột thành hai phần bằng nhau. Một phần thì mình trộn với màu trắng và một phần thì mình trộn với màu cam. Giờ mình sẽ tiếp tục chia hai phần bột này ra thành hai phần nhỏ nữa vì mình làm hai quả cam. Giờ mình cán mỏng phần bột màu trắng ra trước. Đặt một miếng giấy nến nhỏ lên để tí mình tách lớp cho dễ. Lấy phần nhân phô mai thạch cam ra để lên và tạo hình.
ta có thể dùng cán bột để cán nhẹ nhàng phần vỏ. Nếu thừa bột, mình có thể cắt đi. Mình lại tiếp tục để phần này ở trong tủ đông để cho nó khỏi chảy ra trong lúc mình đi làm vỏ cam nhé. Trong quá trình cán bột, nếu mình cảm thấy khó cán, chúng ta có thể rải thêm một lớp đường bột để cho bột đỡ dính. Sau khi cán xong phần vỏ cam thì chúng ta lại tạo hình tiếp. Để tạo hình cho vỏ quả cam thì mình dùng một cái dĩa như thế này. Sau khi tạo hình xong, mình có thể để bánh trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 10 phút nữa là có thể ăn được. Mọi người có nhớ miếng giấy vừa nãy mình đặt vào không? Bây giờ thì mình sẽ cắt để lấy miếng giấy ra nhé. Việc ngăn giấy này sẽ giúp mình tách vỏ ra cho đẹp.